Truy cập ngay murobot.vn nếu bạn đang có nhu cầu nạp robot giá rẻ, cũng như cày thuê các tựa game hot nhất hiện tại trên Roblox, uy tín, nhanh chóng và chất lượng. Bạn lựa ngay tại murobot.vn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình trong tựa game Beast Swarm. Thì có rất nhiều bạn yêu cầu mình là làm video về cái tựa game này, nhưng mà cái like thấp quá các bạn. Thì bữa nào mình đăng video về cái tựa game này mình cũng ngồi mình đếm like hết. What the hell? Khi nào mình thấy là cái số lượng like nó ok rồi mình sẽ up video tiếp theo, giống như là video này. Cho nên trước khi coi video hãy để lại một like để ủng hộ series này nha các bạn. Thì cái video này mình sẽ nói về một cái chủ đề. Hãy định nghĩa lại về cái việc cày nhanh. Mình gặp rất nhiều câu hỏi trên livestream cũng như là trong những comment video. Các bạn hỏi cách nào để cày nhanh, cày tiền nhanh, cày slot nhanh, cày level nhanh. Nhưng các bạn đang mắc một cái lỗi là rất là chung chung. Nhanh là bao lâu? Mục tiêu các bạn cỡ nào? Nó phải chi tiết mới binh được các bạn. Thì cái đây tầm 2 tuần mình đã lên một cái video là top 5 lý do các bạn chơi PC on hoài vẫn chưa mạnh. Có gì bạn sẽ coi lại video đó nha. Trong đó là cũng có khá kinh nghiệm để giúp các bạn có thể tốt hơn. Rồi thì quay lại vấn đề chữ nhanh đi. Nhanh là bao lâu? Mình ví dụ mục tiêu của mình là mình mới chơi thì mình sẽ cày từ 1 slot lên 25. Tại vì sao là số 25? Số 25 á là cái mốc đầu tiên, 25 slot miễn phí, người chơi không cần phải bỏ tiền ra mua. Thì đó chính là mục tiêu. Kế tiếp, đặt thời gian cho mình là bao lâu? Ví dụ các bạn muốn cày 25 slot trong 1 tuần hoặc là 25 slot này trong 2 tuần. Đó chính là thời gian. Sau đó chúng ta mới đi lên trên YouTube, lên trên Wiki hay là coi video để tìm ra cách có thể đạt được mục tiêu đó. Thì ngoài việc có kiến thức, các bạn cũng phải bỏ thời gian để chơi. Cái tựa game này hoàn toàn khác biệt với những tựa game khác, đặc biệt là Simulator. Mình nghĩ là hầu như sẽ không có cách nào nhanh ngoài cái việc các bạn có kiến thức và bỏ thời gian đi farm. Mình ví dụ đi, các bạn muốn cày từ 1 slot lên 25, đặt mục tiêu là 1 tuần, thì các bạn sẽ chơi 1 ngày 10 tiếng, ví dụ nha. Còn nếu các bạn muốn đặt mục tiêu trong 2 tuần, thì 1 ngày với cùng tốc độ đó các bạn chỉ cần chơi 5 tiếng thôi. Fair không? Rất là fair. Hai người như nhau, có kiến thức như nhau, nhưng thời gian một người một ngày chơi 10 tiếng, trong khi đó một người còn lại chơi 5 tiếng, thời gian sẽ gấp đôi. Các bạn chơi 10 tiếng thì một tuần các bạn có 25 slot, còn người kia chơi một ngày 5 tiếng, liên tục thì phải 2 tuần mới có được 25 slot. Nói về bản thân mình, tính từ lúc Beast Swarm vừa ra, cách đây tầm 4 năm mình đã chơi rồi. Nghe thì thấy nó lâu ấy, chơi 4 năm, nhưng thực tế thời gian in-game, thời gian mình chơi, mình treo máy trong game đi farm. Đây nè, play time pass, 51 ngày 10 tiếng 36 phút. Cái máu của mình là cộng 4% cái B-Move Speed tốc độ di chuyển như con ong. 51 ngày 1 ngày 24 tiếng các bạn nhân lên đi. Chơi 4 năm ở ngoài đời, nhưng thời gian mình chơi trong game chỉ hơn 1.000 tiếng thôi, khoảng tầm 1.200 tiếng. Không bằng một số tựa game khác, như là Anime Fighter, Weapon Fighting. Vậy nên các bạn hãy coi là thời gian các bạn chơi đó là bao lâu. Quay trở lại ví dụ hồi nãy, một ngày mình chơi được 10 tiếng thì 10 ngày mình chơi 100 tiếng, 100 ngày mình chơi 1.000 tiếng, khoảng tầm 1.200 tiếng. Nếu mà mỗi ngày chúng ta chơi 10 tiếng thì chỉ mất đâu đó khoảng tầm 120 ngày, tương đương 4 tháng. Các bạn thấy ghê chưa? Chỉ cần chơi 4 tháng là các bạn bằng mình chơi 4 năm. Nếu một ngày các bạn chơi 10 tiếng và biết cách chơi. Thì đó là chủ đề ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn, hãy định nghĩa lại một cách cụ thể nhất về cái việc cày nhanh. Mục tiêu các bạn là gì? Thời gian các bạn có bao lâu, một ngày chơi được bao nhiêu tiếng? Thì bây giờ mình sẽ nói về một cái quá trình từ lúc mới chơi là nước to pro. Chúng ta đi theo chặng đường thế nào? Mới đầu vô game người chơi sẽ không có gì hết trơn. Đi nhận nhiệm vụ nè, Black Bear, Brown Bear, Panda Bear, Mother Bear. Nói chung con nào có nhiệm vụ thì cứ nhận, NPC mà. Bởi vì những nhiệm vụ nó sẽ cho các bạn phần thưởng. Cũng như là nếu bạn để ý kỹ là trong những video trước mình đề cập tới, có những cái trứng phần thưởng Silver S, Gold S, Diamond S, Mythic S luôn. Các bạn sẽ kiếm được từ cái chuỗi quá trình nhiệm vụ của những con NPC. Mục tiêu đầu tiên của người chơi là chinh phục 25 slot. Có con nào xài con đó các bạn. Ở đây cũng sẽ cho mình một cái trứng basic nè. Hầu như 100% ra con basic B ha. Nếu mà may mắn các bạn thì kiếm được một con gifted basic B. Con này bình thường khá là cùi nhưng mà gifted khá là ngon. Tại vì nó sẽ cho mình 20% pollen kiếm thêm. Và lưu ý là chức năng gifted sẽ không cộng dồn. Tức là nếu mình có hai con không lẽ là 40%, không có nha. Một con là 20% khả năng pollen của nó. Hai con cũng là 20%. Trong quá trình chơi game thì cái đi sắm trang bị ha. Cái mục tiêu cuối cùng chúng ta khi được 25 slot là lên trên chỗ này, cái shop trên núi, mình gọi là shop trên núi. Những cái này bỏ qua đi, không mua luôn. Tích tiền, mua được cái này, Beekeeper Boots, Beekeeper Mask, Mondo Bell Bat, Porcelain Dipper, Porcelain Pot O'Hill, cũng như là cái dù 5 triệu tiền. Đây chính là combo đầu tiên của những người mới chơi, lúc mới bắt đầu game. Nhắc lại là hai cái này bỏ qua đi, đừng có mua, admin lừa các bạn đó. Và giai đoạn tiếp theo, đi farm tiền để mua slot. Đồng thời thì nếu có điều kiện thì nâng cấp level ông nha. Lên tầm full team 25 con, 30 con cấp 8 hoặc là cấp 9. Giai đoạn tiếp theo đó chính là các bạn sẽ lên 35. Từ 25 lên 35, nghĩa là chúng ta sẽ thêm 10 slot. Tại vì sao mình đặt cột mốc 35 các bạn? Cột mốc 35 nó cho chúng ta một cái khu vực mới. Đây là nơi khởi đầu nè, cho một chặng đường mới của mình.
mình sẽ có con gì, mình sẽ có cua dừa, mình sẽ có tiếp cái gì, mình sẽ có tiếp con Spirit Bear. Con này thì trong video WinDB mình có review rồi. 30 nhiệm vụ nhá, mỗi 10 nhiệm vụ sẽ cho chúng ta một cái cánh hoa anh đào, ok. Rồi và trên này nữa, 35 con ong các bạn sẽ kích hoạt được cái Win Screen. Một tiếng kích hoạt một lần, quăng một item bất kỳ nó sẽ cho chúng ta một cái boost trên cánh đồng, hỗ trợ các bạn farm nhanh hơn. Rồi với 30 nhiệm vụ chúng ta sẽ có 3 cánh hoa anh đào. Mua Battle Wand, Battle Bell. Còn cái chậu này bỏ qua nha, cái chậu này end game rồi. Giai đoạn giữa của game, các bạn sẽ từ 25 lên 35. Về team ong thì mình nghĩ các bạn cứ full team cấp 11, 35 con cấp 11 là ok. Cũng như đã sở hữu được cái gì, Battle Wand, Battle Bell. Dây dừa, ba lô dừa, cần crafting và cần số tiền. Lúc này chưa cần cũng được. Sau đó từ 35 slot, các bạn có thể đi farm tiếp lên 40. Trong giai đoạn 40 slot, ong thì khoảng tầm cấp 12. Thì hãy đi lấy hai cái này, ok chưa các bạn? Đi lấy hai cái này. Theo cá nhân mình, đây được coi là combo giữa game, middle game. Giai đoạn thứ 3 của mình cũng là middle game. Chúng ta sẽ chinh phục 3 cái mặt nạ: Diamond Mask, Diamond Mask, Gummy Mask. Cũng như nâng cấp team ong của mình lên từ 40 slot lên 45. Lưu ý nha, 45. Team ong của bạn full cấp 12 hoặc là cấp 13. Lúc đó là phải sở hữu được một trong 3 mặt nạ rồi, hoặc là cả 3 cái. Đó được coi là bạn đã chinh phục được giai đoạn 3 của game. Còn giai đoạn cuối cùng là giai đoạn end game, tức là từ 45 lên 50, full 50 slot. Cấp độ ong lúc này thì không quan trọng, nhưng mình thì mình đã 50 rồi. Còn cấp độ ong thì chỉ mới cấp 16 thôi. Level càng cao 16, 17, 18, số tiền để nâng cấp một con ong khá là chua. Các bạn full 50 cấp 14 cũng ok rồi. Và lúc này, giai đoạn cuối cùng, trong suốt quá trình từ 45 lên 50 slot, các bạn sẽ sở hữu được đôi giày Gummy Boots. Giai đoạn cuối end game, hiện tại nha, cuối end game thì các bạn sẽ lấy được những cái vũ khí end game. Như mình có làm một cái video series về lấy Type Upper đấy. Thì không biết là tương lai từ game này có cho mình ra thêm những mặt nạ hay không. Tức là cái đồ nó ngon hơn á, ba lô ngon hơn. Nhưng mà mình coi giai đoạn 5 đi, là chỉ tập trung vào việc nâng cấp ong từ cấp 14 trở lên và lấy được vũ khí cuối cùng của endgame theo mỗi team. Lúc này các bạn chơi team được rồi. Video gần nhất mình có đề cập á, từ 48 slot, nếu các bạn có những cái thứ liên quan cũng như một cái số tiền nó ok thì có thể nghĩ tới việc chia team. Đây là video chia sẻ theo quan điểm cá nhân và trải nghiệm mình đã từng chơi. Hãy định nghĩa lại, đặt mục tiêu cho mình về cách cày nhanh cũng như là phân chia giai đoạn từ lúc mới đầu chơi cho tới lúc giai đoạn endgame. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.